Chào mừng các bạn trở lại với kênh tin tức trong ngày 24/7. Hãy like và subscribe để theo dõi tin tức trong ngày. Sau đây là phần tin tức. Cụ bà đột tử sau khi nghe nhầm cưỡng chế nhè. Một người dân ở phường Phước Long, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa gửi đơn đến báo người lao động đề nghị làm rõ việc mẹ mình đã bị đột tử sau khi nghe tin nhà bị cưỡng chế. Đơn kiến nghị của bà Võ Thị Thu Thảo, sinh năm 1976, ngụ tổ 3, Phước Thành, phường Phước Long, thành phố Nha Trang, trình bày về việc bà Nguyễn Thị Phin, 63 tuổi, mẹ của bà Thảo, đột tử khi nghe tin lực lượng chức năng xuống tháo dỡ nhà phục vụ dự án khu đô thị An Bình Tân. Theo đơn, cái chết của bà Phin khiến gia đình bàng hoàng vì trước đó vẫn khỏe mạnh. Ngày 18 tháng 8, một đoàn hơn 10 người, trong đó có cả cán bộ của dự án khu đô thị An Bình Tân, đề cập đến việc cưỡng chế. Bà Phin nghe tin vậy thì ngất xỉu, phải đưa vào bệnh viện. Đến ngày 21 tháng 8 thì tử vong. Bác sĩ cho biết bị đột tử. Theo bà Thảo, khu vực gia đình đang sinh sống và nuôi tôm có khoảng 16 hộ với diện tích trên 20 hectare. Các hộ dân chưa có quyết định thu hồi mà lại có thông báo nhận tiền đền bù. Tháng 6 năm 2016, chúng tôi nhận được tin của Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang sẽ cưỡng chế tái định cư lên núi. Sau đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa có văn bản dừng việc cưỡng chế này. Không hiểu sao có đoàn đến nói cưỡng chế nữa, bà Thảo cho biết. Phóng viên báo Người Lao Động đã liên lạc với Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang và được cho biết không cử đoàn nào đi cưỡng chế. Có thể đoàn này do phường chủ trì. Về phía phường, bà Nguyễn Minh Yến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phước Long cho biết, qua kiểm tra, đúng là ngày 18 tháng 8, Ủy ban Nhân dân phường có cử đoàn thực hiện cưỡng chế 3 căn nhà tôn vô chủ tại khu vực Hối Vàng. Việc cưỡng chế này nhằm hoàn trả lại nguyên trạng đất ban đầu chứ không thực hiện cưỡng chế nhà bà Phin. Việc gia đình bà Phin cho rằng bà Phin tử vong liên quan đến việc cưỡng chế này là không có cơ sở. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.